หรือตัวแล้วเราไม่ถึงเองแล้วฮัลโหลสวัสดีครับบ้านเนี่ยวันนี้มีดีจ้าไงอยากคุยกับคนหนึ่งดีเป็นตัวเจ้าเนี่ยครับไอรักเนี่ยมันง่ายครับไอ้เดี๋ยวมันจะดีเต็มตัวเจ้าเนี่ยครับว้าวไม่ปังเวิร์นเนี่ยมันง่ายครับว้าวเฮ้ยกลัวเลยห่วยcòn nha cày nhiều lắm các bạn ơi đây con tôm này tôm hùm nhá đẹp chưa nhiều tôm chưa lắm các bạn vứt vào đây trong cây này nhiều tôm trời lắm ấy con gì đây wow con rồng này đây con rồng bảy màuhehe multicolor wow đẹp ghê chưa đấy đây con cá này các bạn ê cá koi này wow cá koi nha các bạn hey đấycon rùa này các bạn ơi, wow, rùa màu xanh này, đẹp chưa, hu hu, ấy, am mông này, wow, sâu màu vàng, có sơn bên trong, đẹp chưa các bạnlại vào đây đây con cá này cá màu xanh này wow ôi 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 cá màu xanh nha các bạn wow nhiều chơi đúng không các bạn ơi đây am mông này tíam mông ngút này à thì cá ngựa các bạn ơi wow cá ngựa này là cho các bé tắm cho mọi người nha các bạn cá ngựa màu hồng này ha ha còn gì không ấy còn này đây là am mông này các bạn wowam mông màu cam thế cái con sơn này đấy lại sơn vào ui rơi ra rồi đấy lại lại hai cái đầu có quả chuối rồi ăn nhiều chưa đấyđây là con chó này các bạn ơi, wow, wow chó bắn kêu nha, chó màu vàng này, hehe, ơi, ở đây có gì này các bạn ơi, wow bi này, wow có cả hà mã này, ê con hà mã, có cả bi này các bạn, wow.Bi này wow nhiều bi lắm các bạn ơi wow nhiều bi ghê chưa wow nhưng mà nó bị dơ rồi các bạn rồi mình sẽ làm vệ sinh làm sạch chúng nhé đây bi này wow dơ hết rồiấy bỏ đây nhá cho sạch nhá wow sừng bắn hết rồi các bạn nhiều lắm các bạn ơi 100 viên
Wow, nhiều thế cơ đấy. Wow. Cái clip sạch như này các bạn. Wow, sạch như này các bạn ơi. Nhiều lắm. Đây. Nhiều lắm các bạn. Bi thủy tinh nhé. Như nào đấy. Này là bi thủy tinh thế này, có màu vàng này, màu xanh lá cây này, màu đỏ này, màu xanh dương này, tất cả màu cam nha các bạn. Dương này cũng xanh nhá. Wow. Giờ mình sẽ đi tìm đồ chơi tiếp nha các bạn ơi. Đây. Hi, con gì đây? Con hú cao cổ. Hay đang núp ở đây nhá, bắt được rồi nhá. Hú cao cổ nha các bạn. Wow, đáng yêu chưa? Hú cao cổ núp ở đây. Ấy, trong đám cây có con gì này? Wow, vụt rắn các bạn ơi. Đây là con rắn các bạn ơi. Wow, cuộn lại. Đấy, con rắn màu vàng cuộn lại nhá. Hê hê. Wow, đẹp chưa các bạn. Rắn màu vàng nha. Đây, xem con gì không. Thôi, con gì lặt đây này. Ê, đây còn là con ốc nha các bạn ơi. Ốc này, ốc mụn hồn màu cam nha các bạn. Wow, đẹp chưa nào. Beautiful luôn. He he. Bật vào đây. Đấy, có cả khủng long nữa này các bạn. Wow, khủng long nữa các bạn ơi. He he. Vượt vào đây luôn nha. Đấy, nhiều đồ chơi chưa. Ha ha. Bye bye.